giờ mới nghỉ ở đây à? Xin kính chào quý vị nhá. Này xin chia sẻ phiên chợ đây, chú được cắt tóc xong bây giờ bắt đầu mới về. Rất chịu thương chịu khó đấy, nhưng mà không đấy. Còn buổi trưa bây giờ mới nghỉ, bà con xin bà con chia sẻ. Ông rất là nhiều nghề đấy, nhưng mà ông rất gắn bó cả nghề nào đẹp cho nam giới. Trong tương lai là ý đồ là cắt cho cả nữ giới, nhưng trước mắt là nam giới trước. Hôm nào là ông cố gắng, thôi thực sự con ông chăm chỉ đấy bà con. Đấy, cảnh chợ búa đấy, như thế đấy bà con. Phiên chợ tan phiên chợ rồi đấy, là mới ấy được chia sẻ. Và tiếp nữa bà con đi Thái Nguyên là đi chuyến xe An Bình của Như Giao nhé. Đấy, xuất bến thì là 13 giờ 10 phút bà con. Từ Vũ Muộn đi Thái Nguyên. Đấy. Chú được từ ngày cắt tóc quá trẻ da, quá đẹp dai, công nhận thực sự. Không phải nó phù hợp với sức khỏe, với còn tầm tuổi. Chứ bây giờ tuổi cao sức yếu, bây giờ mà cứ leo lên giáo tầng 3, tầng 4 thì thực ra không hợp lý. Đã biết được nhiều tiền hay ít tiền không biết, nhưng mà không có lợi. Nhưng mà ông quay về người nào đẹp này nói là tương đối đúng hướng của ông ấy. Nhưng mà xin bằng hoặc bà con cũng phải có bàn tay chứ cũng có năng khiếu nữa bà con. Nhưng không phải thích mà được. Đấy bà con thông cảm, đấy, xin chia sẻ. Cũng mong như thế là... Đấy. Ai có nhu cầu cắt tóc thì 20.000 chiếc thôi, giá rất là hợp lý. Em định chia sẻ sớm một tí, nhưng mà vì nó có bản nhạc mà em không dám chia sẻ, vì có bản nhạc liên quan đến bản quyền khó. Đây có nhạc là coi như là không ấy được nó lại gì à? Nó liên quan đến bản quyền là sau này mình không hiệu quả, nên là phải chấp nhận chờ hết nhạc mới được, bởi vì nó liên quan đến quyền riêng tư đấy, quyền tác giả. Bản nhạc kia thì nó không ảnh hưởng đến người ấy đâu, nhưng mà nó liên quan đến cái tác giả bản nhạc đó. Nó liên quan lắm, cho nên là mình không nắm được cái quy luật mà mình làm là nó mất việc của mình, hiểu không? Đấy, nó lại tự trở thành mình làm coi như không có gì, không được cái gì đấy. Mất công thì là, trong đó công việc của mình thì bận, mình làm việc khác đúng không? Thì có phải lúc nào cũng... làm không công được mãi như thế được đúng không? Đấy. Làm nó không hiệu quả thì cũng như bây giờ. Nếu như nó không có hiệu quả là mình rút kinh nghiệm thôi. Rút kinh nghiệm như thế là thôi. Đấy, mình phải làm việc khác. Chứ không thì mình lại không hiệu quả. Đấy, cuộc sống thì nó cứ thế thôi. Đấy bà con. Bà con ạ, em có các cái túi giới thiệu để bán các đồ dây chun, ống cấp thoát nước, ống hàn nhiệt này, rồi đến đường nóng đường lạnh, những hoa sen 110 90, đồ tạp hóa bà con, chú gắng để căng mạ hoặc các đồ khác đấy, lưới mỗi thứ tí vào gọn, quần áo đồ tạp hóa giày dép nặt vặt vào gọn đấy, các đồ nặt vặt mạ để cho con nước tiền tiết kiệm
sóng hiểu con trường. Cái này cho gà ăn và gọn. Ô, túi, mỗi thứ tí và gọn. Lại tạp quá, và gọn. Uống nước. Bạt. Em xin kính chào bà con nhé, chúc bà con mạnh khỏe nhé.